kiến thức và giải trí. Xin kính gửi đến quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn Thượng tướng Hoàng Cầm, một trong những vị tướng trận mạc nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam, về những năm tháng chiến trận trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của những người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Mồ cô cha mẹ từ nhỏ, lang thang nay đây mai đó, phải đi lính khố xanh cho Pháp để kiếm sống, Hoàng Cầm được giác ngộ cách mạng, trở thành một tướng lĩnh nổi tiếng của quân đội có mặt ở nhiều điểm nóng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Những đội quân chủ lực thiện chiến do tướng Hoàng Cầm chỉ huy luôn là nỗi kinh hoàng của quân thù. Cuộc đời binh nghiệp gian khổ và kiên cường của ông trải từ chiến khu Việt Bắc ngút ngàn, với chiến thắng điện biên lẫy lừng đến những cánh rừng của miền Đông đất đỏ, từ đường phố Sài Gòn với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đến đường phố Phnom Penh giải phóng nước bạn khỏi nạn diệt chủng. Ông luôn được giao nhiều trọng trách cả thời chiến lẫn thời bình. Sư đoàn trưởng sư đoàn 312, sư đoàn trưởng sư đoàn 9, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, tư lệnh kiêm chính ủy quân đoàn 4, phó tư lệnh đoàn 719, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 4. Trước khi trở thành tướng về hưu, ông giữ chức tổng thanh tra quân đội hàm thượng tướng, được nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh. Bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của tướng Hoàng Cầm là tài sản quý giá của quân đội nhân dân Việt Nam lịch sử quân đội trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc xuất hiện một sự trùng hợp có ba người lính cùng mang tên hoàng cầm đều rất nổi tiếng một hoàng cầm nhà thơ tác giả bài bên kia sông đuống mưa thuận thành lá diêu bông từng là trưởng đoàn văn công tổng cục chính trị một hoàng cầm anh nuôi sáng chế bếp hoàng cầm không khói huyền thoại từ thời kháng chiến chống pháp và một hoàng cầm danh tướng thi thoảng cũng làm thơ tình dành tặng vợ tướng hoàng cầm thường được đồng đội gọi thân mật là nam thạch tên thật là Đỗ Văn Cầm, tuổi thân sinh ngày 30 tháng 4 năm 1920, ở xã Cao Sơn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. Theo phong trào trong quân đội, sau cách mạng tháng 8 nhiều người đã lấy họ Hoàng như Hoàng Văn Thái, Hoàng Sâm, Hoàng Minh Thảo, Hoàng Mười, Hoàng Điền, Hoàng Kiện, Hoàng Tùng, Hoàng Đan, Hoàng Phương. Và cái tên Hoàng Cầm cũng xuất hiện từ đó. Năm 1960, Hoàng Cầm được phong quân hàm đại tá. Năm 1974, ông được thăng thiếu tướng khi đang chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. Năm 1982, trong lúc chỉ huy bộ đội tình nguyện ở Campuchia, Hoàng Cầm được thăng trung tướng. Năm 1987, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế từ biên giới Lào Thái trở về, ông được vinh thăng thượng tướng, trở thành Tổng thanh tra quân đội, nay là thanh tra Bộ Quốc phòng. Ông còn được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 và khóa 6 hoàng cầm là vị chỉ huy rất có duyên với những trận đánh lớn trong chiến dịch điện biên phủ ông là trung đoàn trưởng trung đoàn sông lô trực tiếp bắt sống tướng đờ cát đến chiến dịch hồ chí minh hoàng cầm là tư lệnh quân đoàn bốn đánh mở cánh cửa thép xuân lộc tiêu điểm quan trọng nhất ác liệt nhất trên đường đại quân tiến vào giải phóng sài gòn rồi chịu trách nhiệm tiếp quản dinh độc lập cùng nội các tổng thống dương văn minh của việt nam cộng hòa chiến tranh biên giới tây nam xảy ra tư lệnh Hoàng Cầm là vị chỉ huy cao nhất có mặt đầu tiên ở thủ đô Phnom Penh khi cùng quân đoàn bốn tiến sang giải phóng nước bạn khỏi ách diệt chủng Pol Pot, Yen Sary. Chưa hết, chỉ một thời gian ngắn sau, tướng Hoàng Cầm lại hành quân sang điểm nóng tranh chấp ở biên giới Tây Nam Lào, toàn quyền chỉ huy bộ đội tình nguyện giữ yên bờ cõi cho nước bạn suốt nhiều năm liền. Một trưa tháng 3, tôi cùng đồng nghiệp Huỳnh Hiếu của báo Phú Yên đến thăm ông và xin cái hẹn cho một cuộc phỏng vấn. Không ngờ, Tướng Hoàng Cầm đề nghị làm việc ngay để khỏi mất công nhà báo. Tác phong đầy chất nhà binh của vị tướng già gây cho chúng tôi sự cảm kích lớn lao. Thưa thượng tướng, trước khi bước vào con đường binh nghiệp, thời thiếu niên của thượng tướng gắn bó nơi đâu? Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Hà Tây. Mẹ mất năm tôi 4 tuổi, đến năm 12 tuổi thì mất cha. Nhà có bốn anh em, do hoàn cảnh như vậy, mỗi người phân tán lưu lạc một nơi. Tôi đi ở đậu cho người ta 5 năm dưới hình thức con nuôi, nhưng cách đối xử và công việc chẳng khác đứa ở. Khi làm mộ táng cho cha mẹ tôi, họ đưa ba đồng tiền đông dương, đến khi tôi bỏ đi thì họ đòi lại. Tôi ở nhờ làm thuê hết nhà này sang nhà khác, cho đến năm 20 tuổi tôi bỏ làng ra đi, lưu lạc từ Hà Đông đến Hà Nội với nhiều nghề lặt vặt kiếm sống. Cuộc sống vô gia cư của một anh nhà quê không đồng dính túi, buộc tôi phải đi lính khố xanh cho Pháp. Hai năm ở Lai Châu, rồi Việt Minh tuyên truyền tôi tham gia hoạt động cách mạng. Từ cách mạng tháng 8 tôi vào cứu quốc quân, vệ quốc đoàn, giải phóng quân tham gia mặt trận Sơn La năm 1947. Lúc bấy giờ, tôi vẫn nghĩ chỉ tham gia quân đội một thời gian rồi quay về quê kiếm vốn buôn bán làm ăn. Nhưng rồi cuối cùng Thượng tướng đã gắn bó cả đời mình với con đường binh nghiệp. Những ngày đầu tiên gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam để lại ấn tượng gì trong cuộc đời Thượng tướng? Lớp thanh niên chúng tôi là lớp thanh niên mất nước, được giác ngộ tinh thần dân tộc, đánh đổ thực dân, cứu nước. Họ rất bình dị và trong sáng, sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Sau này, chúng tôi mới được giác ngộ giai cấp, kết nạp vào đảng. Từ tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 cho đến cuối năm 1947, chúng tôi đánh giặc chủ yếu từ vũ khí cướp được của giặc. Ăn uống thì dựa vào nhân dân. Chỉ đến năm 1948 trở đi thì quân ta mới có chế độ về khí tài, lương thực thực phẩm, quân trang. Trong đội quân hỗn hợp ấy, chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành. Tôi còn nhớ đôi câu đối vui ghép đầy đủ tên chiến sĩ tiểu đội đầu tiên của tôi. Thám hữu đào lan cầm thượng thúy. Thanh liêm mưu miễn thưởng vân xì. Hiện nay chỉ còn lại tôi, anh vân xì và anh thường. Nhưng anh thường thì lâu nay cũng bạc tin. Gần nửa thế kỷ chinh chiến, những nhiệm vụ chủ yếu nào thượng tướng từng đảm trách. Từ năm 1946 đến 1949, tôi ở trung đoàn 148 tham gia mặt trận Sơn La, đánh nhau với quốc dân đảng. Năm 1949, tôi về trung đoàn Sông Lô làm tiểu đoàn phó, rồi tiểu đoàn trưởng, đánh đông khê với quân Pháp. Ngày 12 tháng 9 năm 1950, khi chuẩn bị cho trận đánh đầu tiên này trong chiến dịch cao Bắc Lạng giải phóng biên giới, tôi là tiểu đoàn trưởng duy nhất được Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cho triệu tập lên sở chỉ huy gặp Bác Hồ. Sau khi nghe tôi báo cáo tình hình chuẩn bị của tiểu đoàn, Bác hỏi, chú có tin trận này quân ta nhất định thắng không? Thưa bác, cháu tin ngạ. À. Chiến dịch kết thúc thắng lợi, tôi được cử làm trung đoàn trường trung đoàn Sông Lô, tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Bắc Bộ. Năm 1954, tham gia Điện Biên Phủ, trung đoàn tôi là đơn vị chủ lực, bắt sống tướng Đờ Cát. Sau Điện Biên, tôi về làm sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 312. Khi anh Lê Trọng Tấn và anh Trần Độ chuyển công tác tôi lên làm sư đoàn trưởng kiêm bí thư đảng ủy vào cuối năm 1954. Mười năm sau, cuối năm 1964 thì tôi được lệnh vào Nam chiến đấu. Tôi tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch như Phước Long, Đồng Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Đường 13, Lộc Ninh. Và cuối cùng là chỉ huy trận đánh Xuân Lộc trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trước khi về làm tư lệnh quân đoàn 4, tôi được cử làm phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Đến năm 1979, tôi đưa quân đoàn 4 sang giải phóng Campuchia. Năm 1981 tôi lên làm phó tư lệnh đoàn 719 mà anh Lê Đức Anh làm tư lệnh, chỉ huy bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn. Tháng 5 năm 1982 tôi về nước nhận nhiệm vụ tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 4, đưa cả sư đoàn 341 theo. Bấy giờ, tình hình Lào bất ổn, tôi được lệnh đưa quân sang đất nước Triệu Voi và ở đấy 5 năm. Sau đó, Tôi về Hà Nội làm tổng thanh tra quân đội 5 năm nữa, rồi mới về nghỉ hưu chữa bệnh. Cuộc đời binh nghiệp của tôi có thể tóm tắt như thế. Vâng, chỉ cần có thế các nhà văn cũng đã đủ tư liệu viết nên một pho sách quý giá. Nhưng thưa thượng tướng, cuộc đời Hoàng Cầm không chỉ có thế, mà còn được biết đến với nhiều giai thoại kỳ thú hơn nhiều. Chẳng hạn như chuyến bí mật vượt đại dương lần đầu vào Nam chiến đấu. Ông cười lớn, chuyến đi nhớ đời đấy. Một ngày cuối năm 1964, tôi và anh Trần Độ từ Hà Nội bay sang Quảng Châu, Trung Quốc. Bấy giờ, Trung Quốc đang giúp Campuchia xây dựng tuyến đường sắt Sihanouk Vinh Phnom Penh. Chúng tôi cải trang thành công nhân máy tàu trên một chuyến tàu biển chở sắt đường dây sang Campuchia phục vụ công trình trên. Con tàu bắt đầu nhổ neo vào một buổi sáng dày đặc sương mù, lần lượt vượt qua nhiều điểm nóng nguy hiểm, hết hoàng sa rồi tới trường sa do Hải quân Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Nhằm đánh lạc hướng tình báo địch, con tàu chạy xuống gần đảo quốc Singapore rồi bẻ lái đột ngột hướng lên cảng Sihanouk Vinh. Hải trình kết thúc an toàn sau một tuần hồi hộp vượt đại dương. Sau đó, thượng tướng sang chiến trường B-2 bằng cách nào? Đến đây thì dễ rồi. Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia đúng hẹn đi xe hơi xuống cảng. Trên xe có bốn người. Hai người xuống xe để tôi và anh Trần Độ Thế vào, chạy về Phnom Penh. Tới vùng ngoại ô cơ sở của ta bố trí anh ba dâu chờ đón sang xe chạy thẳng về nhà kho một thương gia Hoa Kiều nằm ngay trung tâm thủ đô. Ít hôm sau, tôi và anh Trần Độ Giả Việt Kiều đi chơi cuối tuần bằng xe du lịch rồi chạy ủ sang biên giới nước ta. Anh Huỳnh Kháng Minh chờ sẵn đón chúng tôi. Ba anh em đèo nhau bằng ngựa sắt theo đường mòn cắt rừng qua ngã cả tum về cục rở, đang đóng ở Tân Biên thuộc Tây Ninh. Anh Huỳnh Kháng Minh về sau được cử làm Thứ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam và đã hy sinh trên đường công tác. Được biết, sau đó thượng tướng hai lần trở lại Hà Nội cũng qua đường Phnom Penh. Nhưng không phải bằng đường biển nữa mà bằng đường hàng không. Tôi lấy hộ chiếu giả Việt Kiều, mua vé hãng Air France bay sang Quảng Châu rồi mới quay về Hà Nội. Bọn tình báo địch đâu có ngờ các tướng Việt Cộng gây cho chúng mất ăn mất ngủ ở chiến trường B2, lại có thể ngang nhiên một cách đàng hoàng công khai trước mặt chúng như vậy. Nghe nói, khi mới đến Phnom Penh lần đầu, thượng tướng còn muốn nghe cả Đài Miền Bắc sau này nghĩ lại mới giật mình. May mà lúc ấy anh chủ nhà là Thương Gia Hoa kiều cản kịp thời, bảo với tôi và anh Trần Độ rằng ở tầng trên đang có địch. Thưa thượng tướng, là người trực tiếp thành lập và chỉ huy quân đoàn 4, quân đoàn chủ lực đầu tiên của quân giải phóng miền Nam. Xin thượng tướng cho biết vài nét về quân đoàn này. Sau một thời gian vào B2, tôi được lệnh xây dựng sư đoàn 9 chủ lực đầu tiên của quân giải phóng miền Nam. Đây là sư đoàn đàn anh trong cuộc đối đầu với quân Mỹ về sau được tuyên dương đơn vị anh hùng. Tôi là sư đoàn trưởng, còn anh Lê Văn Tường là chính ủy đầu tiên. Sau đó, tôi được cử làm phó tư lệnh kiêm tham mưu trường miền. Bây giờ anh Trần Văn Trà là tư lệnh thay anh Hoàng Văn Thái. Tôi nhận lệnh thành lập quân đoàn 4 vào ngày 20 tháng 7 năm 1974, từ hai sư đoàn chủ lực là sư đoàn 7 và 9 cùng một số tiểu đoàn binh chủng độc lập. Tôi được phân công làm tư lệnh, anh Bùi Cát Vũ, phó tư lệnh, Hoàng Khánh Nghĩa, tham mưu trưởng, ba vinh hậu cần. Đến chiến dịch Hồ Chí Minh, anh Hoàng Thế Thiện về làm chính ủy. Khi sang Campuchia thì tôi kiêm luôn chính ủy. Vai trò quân đoàn 4 được xác lập ra sao? Ngay từ khi thành lập, quân đoàn 4 đã được giao hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, là đơn vị chủ lực của B2 từ khu 6 trở vào, có nhiệm vụ giải phóng các đô thị lớn, nhất là Sài Gòn, hỗ trợ du kích chiến tranh, xây dựng cơ sở. Thứ hai, là đơn vị cơ động của vùng Nam Đông Dương. Chính vì vậy mà năm 1979, quân đoàn 4 mới tiến vào giải phóng Phnom Penh. Sau khi thành lập, vào ngày 12 tháng 12 năm 1974, quân đoàn 4 tiến hành đánh chiếm và giải phóng toàn bộ tỉnh Phước Long. Đây là trận đánh rất có ý nghĩa chiến lược, vì qua đó, biết được tình hình mạnh yếu của địch, cũng như thấy được thời cơ đã đến mà trung ương đề ra sách lược mới. Tiếp theo đó, quân đoàn 4 tiến đánh Bình Long qua Bắc Tây Ninh. Dầu tiếng, chân thành đánh từ mỏ vẹt đến la ngà qua hoài đức tánh linh bà rịa để hình thành bàn đạp bao vây sài gòn từ nhiều hướng sau chiến thắng dầu tiếng tháng 3 năm 1975, sư đoàn 9 được lệnh tách khỏi quân đoàn, chuyển về làm lực lượng nòng cốt cho đoàn 232, chiến đấu phía Tây Nam Sài Gòn. Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, phiên chế quân đoàn 4 có 3 sư chủ lực là sư đoàn 7, sư đoàn 341 và sư đoàn 6 được thành lập từ hai trung đoàn chủ lực của quân khu 7. Trận đánh Xuân Lộc nổi tiếng của Quân đoàn 4 theo thượng tướng có vai trò như thế nào trong toàn bộ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử? Trận Xuân Lộc kéo dài 10 ngày từ 9 tháng 4 đến 19 tháng 4 năm 1975 là trận đánh mở đầu cho chiến dịch và là trận đánh lớn nhất, quyết liệt nhất, quan trọng nhất trong toàn bộ chiến dịch. Thứ nhất, địch mất quân khu 1 và quân khu 2 nên dồn quân về đây. Thứ hai, đại tướng Nguyễn tham mưu trưởng lục quân Mỹ và là cựu tổng tư lệnh quân Mỹ ở Đông Dương, được lệnh nhà trắng bay sang lập phòng tuyến cố thủ Sài Gòn, xem Xuân Lộc là cánh cửa thép, lá chắn cuối cùng để tìm một giải pháp chính trị. Mất Xuân Lộc là mất tất cả. Do đó, sau khi Xuân Lộc bị quân ta chiếm thì tướng William được liền lên máy bay chuồn về Mỹ, kéo theo tướng tá chế độ Sài Gòn bỏ chạy, tổng tham mưu trưởng chạy, tổng thống chạy. Sau Xuân Lộc, quân đoàn 4 tiếp tục đánh chiếm trảng bom, hố nai, biên hòa, Sở chỉ huy quân đoàn 3 của Ngụy, sân bay Biên Hòa, rồi tiến thẳng vào Sài Gòn đánh chiếm Bộ Quốc phòng, dinh Gia Long, Bộ Tư lệnh Hải quân, kho xăng nhà bè. Thượng tướng có mặt tại dinh độc lập vào lúc nào? 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước đó, 12 giờ 30 phút, đại đội anh hùng của sư đoàn 7 do chính trị viên Hoàng Cao Đại chỉ huy với 4 xe tăng dẫn đầu đã tiến vào dinh độc lập. Khi tôi vào được biết Dương Văn Minh cùng nội các của ông ta từ sáng sớm đến lúc ấy vẫn chưa ăn uống gì. Tất nhiên, họ sợ hãi không dám ngỏ lời. Tôi liền bảo họ, các ông có thể nhờ người nhà đưa cơm nước và đồ cá nhân cần dùng tới, chứ đói sao chịu nổi. Và đêm ấy, tôi cùng anh em binh lính nằm ngay trên hiên dinh độc lập nghỉ ngơi. Dù đang đói ngủ nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Đã nằm trong dinh độc lập rồi mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Thư Thượng Tướng, có ý kiến cho rằng việc đầu hàng vô điều kiện của tổng thống Dương Văn Minh là hành động có lợi cho đất nước cho cách mạng. Thượng tướng nghĩ sao? Việc Dương Văn Minh lên làm tổng thống chế độ Sài Gòn là con bài cuối cùng của Mỹ, nhằm cản bước tiến quân ta, tìm một giải pháp chính trị có lợi cho chúng. Theo tôi, hành động đầu hàng của Dương Văn Minh là việc phải làm, không thể khác được khi quân ta đã tiến đến nơi. Trong chiến dịch này, quân đoàn 4 của thượng tướng bắt sống bao nhiêu tướng lĩnh của đối phương? khi ở sóng thần, anh em bắt sống chuẩn tướng Lê Minh Đào, sư trưởng 18. Còn khi vào Sài Gòn thì bắt sống trung tướng Lâm Văn Phát, tư lệnh biệt khu thủ đô. Là phó chủ tịch ủy ban quân quản Sài Gòn sau khi thành phố được giải phóng, xin thượng tướng cho biết vài nét về nhiệm vụ lúc đó. Sau khi Sài Gòn được giải phóng, ủy ban quân quản được thành lập do anh Trần Văn Trà làm chủ tịch, tôi làm phó chủ tịch thường trực, anh Võ Văn Kiệt, anh Mai Trí Thọ, làm phó chủ tịch. Nhiệm vụ chủ yếu lúc bấy giờ là phục hồi trật tự, ổn định đời sống nhân dân, cho cải tạo lâu dài và tại chỗ hàng triệu tướng tá, quân lính, viên chức của chế độ cũ. Theo thượng tướng, điều gì tạo nên sức mạnh quyết định để quân ta chiến thắng trong các cuộc giao tranh? Đó là đường lối chính trị đúng đắn. Ngoài ra, ta còn hơn đối phương về nghệ thuật chiến tranh." Thư thượng tướng, trong đời làm quân rồi làm tướng của mình, những tướng lĩnh nào của Việt Nam đem lại cho thượng tướng sự mến mộ nhất? đại tướng võ nguyên giáp và đại tướng nguyễn trí thanh hai ông này là bậc thầy của tôi ông giáp bồi dưỡng cho tôi từ khi tôi còn là tiểu đoàn trưởng sau khi chiến thắng đông khê lần đầu tiên tôi được gặp bác hồ cũng là lần đầu tôi gặp ông giáp còn ông thanh là người mà tôi có dịp gần gũi nhiều khi vào nam ông ấy là một tướng tài là một ủy viên bộ chính trị trẻ và là người nâng đỡ rất nhiều đối với thế hệ chúng tôi những người lính xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo không có trình độ học vấn nhưng có bản lĩnh và kinh nghiệm qua thực tế chiến trường, dám xả thân vì cách mạng. Còn những người bạn chiến đấu thân thiết nhất của Thượng tướng. Anh Lê Thám, anh Vân Sì của tiểu đội đầu tiên. Sau này về sư đoàn 312 thì có anh Lê Trọng Tấn, Trần Độ, Nam Long, Trần Quân Lập, Thăng Bình. Khi tôi vào Nam thì có anh Nguyễn Trí Thanh, Trần Văn Trà. Ngoài ra, thời gian ở sư đoàn 9 tôi cũng rất thân với anh Lê Văn Tưởng. Ôi, còn bạn chiến đấu thì nhiều lắm. Thượng tướng có thể kể đôi nét về tướng Lê Trọng Tấn được không? Anh Tấn vừa là bạn rất thân vừa là cấp trên của tôi. Anh ấy thông minh, quả cảm, rất được bộ đội yêu mến. Tài chỉ huy chiến dịch của anh khó ai sánh bằng. Tôi rất bất ngờ và đau buồn khi nghe tin anh đột ngột từ trần lúc đang là đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội ta. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tướng Hoàng Thế Thiện là chính ủy quân đoàn 4 do thượng tướng làm tư lệnh. Vâng anh Hoàng Thế Thiện vốn được giác ngộ cách mạng trước tôi. Thời tôi còn là đại đội trưởng ở khu 10 trong kháng chiến chống Pháp, thì anh Thiện đã là chính ủy đầu tiên trung đoàn sông Lô, kiêm trưởng phòng chính trị quân khu. Sau này anh ấy trở thành chính ủy sư đoàn 304, rồi chính ủy bộ tư lệnh phòng không không quân mà anh Phùng Thế Tài là tư lệnh. Hoàng Thế Thiện là một người hoạt bát, có vóc dáng đẹp, là một chính ủy giỏi lại có khả năng về quản lý kinh tế. Vì vậy, hòa bình lập lại, sau thời gian sang campuchia làm chuyên gia, anh thiện được điều về nước làm thứ trưởng bộ quốc phòng kiêm chủ nhiệm tổng cục kinh tế. trước khi nghỉ hưu, anh ấy được biệt phái sang làm thứ trưởng thứ nhất bộ lao động, thương binh và xã hội. tôi nhớ hoài kỷ niệm đêm 30 tháng 4 năm 1975, tôi tư lệnh và anh thiện chính ủy quân đoàn bốn cùng nằm trò chuyện và ngủ ngay ngoài hiên dinh độc lập, không mùng mền chiếu gối. sáng dậy mũi đốt đỏ cả người, chúng tôi đùa mũi sài gòn kinh quá sau này mỗi lần gặp nhau anh thiện cũng hay nhắc lại kỷ niệm ấy cả hai cười vang theo thượng tướng hạnh phúc lớn nhất của người lính là gì là hoàn thành nhiệm vụ được giao còn nỗi đau lớn nhất là không hoàn thành nhiệm vụ làm người lính chẳng có gì khổ tâm hơn điều đó nếu tổ quốc gặp phải cơn nguy biến thượng tướng có tin rằng thế hệ trẻ hiện nay đủ khả năng bảo vệ vững chắc thành quả thế hệ trước để lại tôi tin bởi người Việt Nam ở thế hệ nào cũng có lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Thế hệ trẻ bây giờ lớn lên trong thời bình, có điều kiện hơn chúng tôi rất nhiều. Bạn trẻ bây giờ cần ước mơ, và bất cứ người lính nào cũng đều cần có mơ ước trở thành một vị tướng. Để thực hiện được điều đó, không có con đường nào khác hơn là hãy lăn xả vào cuộc sống, trường đời. Thời thế sẽ tạo anh hùng. Nhưng từ đây đến năm 2000 thì đất nước chưa có chiến tranh đâu. Nếu như được trở lại từ đầu thì thượng tướng Tôi sẽ vẫn chọn con đường binh nghiệp. Tại một cuộc họp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập Trung đoàn Sông Lô, tôi cũng đã nói rằng, tôi, một người lính, người lính từ khi còn chưa biết tình yêu là cái gì, đến nay đã trở thành một cụ già, chưa có lúc nào tôi cảm thấy ân hận vì sự lựa chọn đường đã đi của mình. Quân đội là trường học lớn phải nói là trường đại học tổng hợp. Nếu có phép màu cho tôi trở lại tuổi 20, tôi vẫn dứt khoát chọn cuộc đời binh nghiệp. Đôi mắt ông bỗng trở nên rực sáng hơn cùng nụ cười vang ngân. Thế Thượng Tướng biết đến tình yêu là cái gì từ khi nào? Khi về thủ đô Hà Nội, rồi trở ra chiến khu Việt Bắc. Lúc ấy, tôi có quen một cô gái Hà Nội bán hàng tạp hóa. Gái Hà Thành thì anh biết rồi, khá xinh, ông cười. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới với nhau. Nhưng vì quân Pháp bao vây giáo giết, cô ấy đành ở lại Hà Nội. Không biết cuộc chiến đấu bao giờ mới kết thúc, sợ cô ấy khổ. Nên cuối cùng tôi quyết định cắt đứt quan hệ. Tình yêu lứa đôi thời chiến là như thế luôn phải sẵn sàng chịu đựng sự hy sinh. Mãi sau này khi tôi đã 34 tuổi, qua anh Kim Ngọc, cha đẻ của khoán hộ gia đình trong nông nghiệp, nguyên là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, tôi mới quen cô Thành Kiều Vượng, là vợ tôi bây giờ. Lúc ấy, vợ tôi là cán bộ ngành thuế, còn bố vợ làm bên công an ở Vĩnh Phú. Biết nhau nhưng ít có thời gian gặp nhau. Chúng tôi cưới năm 1955. Cưới xong là tôi lên đường đi công tác ngay trải qua mấy mươi năm chung sống bên nhau trên mọi miền đất nước. Bây giờ chúng tôi đã nghỉ hưu, sống với con cháu. Chúng tôi có năm con, tất cả đều phục vụ trong quân đội. Nghĩa là cả gia đình đều là lính. Bà nhà tôi cũng là đại úy về hưu. Năm 1992, nhân sinh nhật lần thứ 60 của bà nhà, tôi có làm tặng bà bài thơ vui. Đời em là một giấc mơ. Mơ chồng thắng trận, mơ cờ đảng viên. Chiến tranh mấy mươi năm liền. Mà em vẫn giữ bình yên như người đến nay tuổi đã 60. Năm con bảy cháu mừng vui bên bà. Tuổi em là tuổi con gà. Tuổi anh con khỉ nhưng mà đẹp đôi. Tuy rằng tóc bạc ra mồi, chúng ta vẫn giữ lứa đôi vẹn tròn. Còn trời còn nước còn non. Có dân có đảng ta còn sống lâu. Anh thấy tướng mà làm thư như vậy có hay không, ông lại cười vang. Mối tình của ông bà có công lớn của ông Mai Kim Ngọc thượng tướng có nghĩ việc phục hồi và phong anh hùng lao động cho kim ngọc khi ông không còn nữa là quá muộn muộn còn hơn không tôi thực sự xúc động và vui mừng khi nghe tin kim ngọc được phục hồi công trạng anh ấy nguyên là thượng tá chuyển từ quân khu việt bắc về vĩnh phú làm công tác chính quyền một con người có dáng vóc tầm thước tính cách nhã nhận được đồng đội và nhân dân tin yêu cả khi phải chịu kỷ luật oan ức tôi có gặp lại kim ngọc một lần trước lúc anh mất anh vẫn hết sức lạc quan tin vào sự đúng đắn của phương pháp khoán học nông nghiệp do anh đề xướng. Thưa, cuộc sống hiện nay của Thượng tướng thế nào? Bình thường như mọi người, lương Thượng tướng một triệu đồng, lương hưu bà nhà hơn 300.000 đồng. Cả hai cộng lại cũng đủ trả tiền điện nước, nhà thuê cùng cơm rau qua ngày. Khối người lương còn thấp hơn mình nhiều mà, so với thời kháng chiến thì bây giờ tươm tất hơn nhiều. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình thời gian nào thượng tướng cảm thấy mình đối mặt với khó khăn nhất thời làm tổng thanh tra quân đội vì sao luôn luôn phải xử lý giải quyết hàng vạn đơn thư khiếu tố khiếu nại mà điều quan trọng là làm sao cho thật dân chủ công bằng có tình có lý thì không phải dễ khó khăn lắm anh ạ à. thượng tướng suy nghĩ gì về tình trạng tham nhũng đang hoành hành hiện nay có nhiều nguyên do nhưng theo tôi Nguyên do chủ yếu vẫn là sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ sở thiếu chặt chẽ, triệt để. Vì vậy, một số cán bộ đảng viên thoái hóa đã lợi dụng sơ hở mà tham ô, tham nhũng, tác oai tác quái. Hiện nay sức khỏe của thượng tướng thế nào? Trong chiến tranh tôi bị thương đến 5 lần nên sức khỏe không được tốt lắm. Tôi là người đi nhiều, làm việc không biết mệt, ăn uống chẳng kiêng cữ gì nhiều. Hiện nay, sáng sớm tôi cũng thức dậy tập dưỡng sinh cho khí huyết lưu thông. Tôi vẫn thường xuyên đọc, nghiên cứu sách báo. Tôi cũng vừa hoàn thành tập hồi ký chặng đường 10.000 ngày cho xuất bản. Thượng tướng có tiên đoán mình sống được mấy mươi năm nữa. Tôi cố gắng sống ngoài 80 là tốt rồi. Thời đánh nhau tôi nhiều lần bị thương nặng. Có một lần đã chết nửa tiếng đồng hồ. Anh em khiêng chạy về, nhưng vẫn không chết. Quên xem đồng hồ, nên theo dòng chảy câu chuyện. Cả thượng tướng Hoàng Cầm lẫn chúng tôi không nghĩ rằng đã quá 12 giờ 30 phút. Bất giác tôi nhìn lên vách, thấy tấm ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng cỡ lớn uy nghi giữa bàn thờ do tỉnh Tây Ninh tặng Thượng tướng. Dường như hiểu được sự phân vân của tôi, Thượng tướng bảo, ảnh không gian ba chiều đấy. Anh đứng giữa sẽ thấy chân dung Bác Hồ, đứng bên trái ảnh sẽ thấy chân dung Bác Tôn, còn đứng bên phải sẽ thấy ảnh cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Rồi ông trỏ tay sang hướng khác, nở nụ cười hồn nhiên, đây là huân chương Hồ Chí Minh, tôi được tặng hồi năm 1993 huân chương mà trước đây chỉ khi nào vào quan tài rồi mới có được âm giọng vị tướng càng trở nên ấm áp hơn bắt tay tiễn chúng tôi ra đến cổng trong đôi mắt chân tình và bàn tay cứng rắn khô giáp của thượng tướng hoàng cầm như vẫn hừng hực khí thế của một trái tim người lính sẵn sàng xả thân vì tổ quốc vị tướng còn khoe rằng vừa làm được một bài thơ mới hẹn dịp đọc cho nhau nghe là vị tướng trận mạc mà lại rất mê thi ca thật đáng quý sự lãng mạn ở tướng Hoàng Cầm làm tôi nhớ đến những vị tướng nghệ sĩ như Nguyễn Bình, Nguyễn Sơn, Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Huỳnh Văn Nghệ, Đinh Đức Thiện, Lê Hai. Và vị tướng đồng hương của ông là Nguyễn Đan Thành, người từng là bạn thợ may với tướng Lê Trọng Tấn và Trần Đăng Ninh thời trai trẻ. Nếu như Hoàng Cầm là tướng trận lễ lừng thì Nguyễn Đan Thành là tướng nuôi quân nổi tiếng từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập. Tướng Đan Thành sinh năm 1916, tại Hà Đông, trước khi quần áo đời ở túi bát tuần, Ông đã làm hơn 800 bài thơ và in thành 3 tập. Thờ tướng Nguyễn Đan Thành có nhiều bài rất độc đáo, chẳng hạn như bài khen bạn lính ra một cách hóm hình. Tính ông không rượu không trà. Chắc giờ cải khoản đàn bà cũng không. Rõ ràng, không những biết cầm súng chiến đấu vì độc lập tự do hạnh phúc cho tổ quốc, mà mỗi vị tướng mỗi người lính Việt Nam còn mang trong trái tim mình dòng máu nghệ sĩ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.